Chạy nào. Đây giả sử các em muốn chạy hết cái credit đúng không? Thì bên này cái credit kia lại xuất hiện. Lúc đấy chúng ta phải dùng hai cái neighbor. Và chỗ thiết kế này, các em copy luôn cái neighbor này, paste vào đây. Vị trí ban đầu tiên thiết kế không phải quan trọng. Các em chỗ này các em đặt tên cái chỗ neighbor này là cái neighbor tiếp theo, đặt là NB net chẳng hạn. Đấy. Và cái mình lấy cái NB Google là cái làm chuẩn này. Trong thực hiện format các em khi đúp vào form là format này. Thấy chưa? Còn là khi chuột phải vô ti này, thực hiện format này, khi đúp vào. Tốt nhất từ giao diện khi đúp là format cho nhanh. Trong cái format này các em bây giờ các em nhìn thấy cái hai cái neighbor mình copy nó thẳng theo hàng rào đúng không? Nhưng mình muốn theo thẳng em kiểu này cơ. Nhưng cái form hơi bé dùng đến nó hơi khó nhìn. Cho nên là mình phải ở cái form nó là các em phải khởi tạo là cái vị trí đó cái thằng kia nó bằng theo đúng cái thằng này. Bằng theo cái thằng chiều ngang ấy. Lúc đấy các em chỉ cần check cái y của hai thì bằng nhau thôi. Đây. Mình cho rộng lên. Khi đấy các em cần check cái y của nó giống nhau. Trước hết là em đặt lại vị trí cho cái thằng kia đó. Đây, NB mu này. Đây, chấm mà. Bây giờ đặt nó ra giữa nhá. Ra giữa các em phải vào cái biến x này. Bằng dít này, chấm quýt này. Lấy ra cái chiều rộng của cả cái form đấy là dít chấm quýt. Sau đó các em muốn lấy trung điểm, các em trừ đi cái NB mu này, chấm quýt. Giả sử như cái form này rộng 300, còn cái neighbor này rộng 50. Các em trừ đi 50 bằng 250 đúng không? Thì trung điểm của 250 đấy nó sẽ chia ra bằng 125. Thì cái 125 chính là cái tọa độ điểm giữa. Các em thì công nhận nhìn trên giao diện dễ này. Giả sử cái này 50 nhá, còn cả cái form là 300. Thì các em muốn lấy vị trí của cái này đúng bằng cái tọa độ ở giữa cái form luôn ấy. Thì các em chỉ cần đây, lấy cả cái chiều rộng của form này trừ chiều rộng của cái width đấy thì ra cả cái độ rộng còn chiều hai bên đúng không? Bây giờ các em chia đôi, chia cho hai thì lấy ra trung điểm. Chia cho hai này. Cái chia phần nguyên không phải là ép thửa này. Chia 2. Đấy. Và cái chỗ bên dưới này các em chỉ cần gắn này. NB mover này, chấm location đây. Bằng new. Còn sẽ tạo điểm mới cho nó. Điểm mới của nó bằng trung điểm ở giữa là x này. Và cái kia vẫn là điểm cũ là y. Vẫn là NB mover này. Cái khai một điểm mới cho nó dễ. Đây khai báo một cái tọa độ là một cái biến lưu điểm là phải là kiểu point này. Là P của mover này, PM này. Bằng NB. Khai báo biến phụ code nó gọn hơn thôi. Không vấn đề gì cả. Em viết liền cho nhìn nó hơi rối. Đây. Chỗ này các em ghi là PM này. Tọa độ cũ y các em giữ nguyên đấy. PM chấm y đúng không? Thế còn bây giờ cái thằng là còn cái thằng neighbor next này, tức là cái nhãn tiếp theo ấy, các em muốn khởi tạo tiên là hai cái nó thẳng hàng nhau theo chiều ngang không phải theo chiều dọc thế này, thì lúc đấy các em phải khởi tạo bên dưới này, NB next này, chấm location này, khai báo một cái điểm mới new point này. Đấy, new point giờ các em muốn khởi tạo là thằng này nó xuất hiện đúng không, thì thằng này phải tận bên trong này cơ, tức là thử thằng này đến đây này thì nó chỉ đến đây đúng không, tức là nó cách nhau một khoảng chính bằng chiều rộng của cái form này đúng không, để nó đảm bảo là không lúc nào có cả hai thằng trọn vẹn cái neighbor xuất hiện nhau, tức là tránh trường hợp là cả hai cái dòng text này từ viết bài giờ xuất hiện cùng một lúc, tức là toàn bộ nó chúng tôi không hay chỉ là mất đi thiết phần nào thì bù phần đấy kiểu như thế thôi, thì hai thằng đấy đảm bảo phải cách nhau chính bằng chiều rộng của form dạng như này nhá, thì thằng kia cũng như này đúng không, đấy dạng như này để khoảng trống ở giữa này thằng cách nhau hai thằng này chính bằng cái chiều rộng của cái form đấy, để đảm bảo nó không bị lúc nào thì sẽ trùng nhau ở giữa cùng lúc ấy. Thì các em chỉ cần cái chỗ x này vẫn là x trung điểm ở kia này, nhưng mà cộng thêm cái chiều rộng của form chính là z.y này. Ok rồi. Thế còn cái muốn theo thẳng hàng theo cái chiều ngang ấy, thì các em cho cái chiều toàn bộ chiều thẳng đứng của nó y bằng nhau, tức là vẫn là pm.y. Đấy. Như vậy thì mình sẽ có cái toàn bộ đằng sau này nó thẳng hàng ở kia này nhưng mà cách nhau đúng một đoạn chiều rộng. Được chưa? Đây là khởi tạo này. Còn trong cái chỗ code ấy, bây giờ liên quan phần code này. Chỗ code phần trước quan đến code trong một cái nút thôi. Bây giờ thì còn cái thằng kia, mình cũng cho nó chạy tương tự như cái thằng một thằng này. Các em khai báo một điểm mới được, cho một cái là point. Bạn là POn nhé. Hoặc là PN ấy, rất dễ. Và NB này.
này chấm location này giống hệt phần bên trên thôi. Xong các em cũng kiểm tra nếu như thằng PN này có độ hiện tại của cái thằng đây tiếp theo này chấm x này cộng với cái NB next này chấm location này là chấm quit nó bằng không, tức là nó về không rồi. Thì các em khởi tạo này là PN này thằng này đi bộ em ơi, cứ từ từ là cái ra là cốt nhát đấy. Ở chỗ này các em khởi tạo x này về bằng z chấm quit đây là đúng một con này. Và tiếp theo này chỗ này khai báo cái điểm mới cho nó p new n này sẽ bằng new point này. Đây, điểm mới cho em sẽ là pn đây chấm x này trừ đi một như bên kia giống hệt bên trên luôn và đây pn chấm y được chưa. Chỗ này các em gắn lại cái location cho nó nb next chấm location này bằng p new n. Thế hai phần trên phần dưới đúng nào đúng không? Giờ chạy thử xem kết quả thế nào nhé. Thấy chưa? Thì bảng cái chỗ kia chạy này chạy ra theo luôn. Nhưng nó chạy hết sẽ bị lỗi, các em để ý này. Đấy. Và trường hợp này chạy ngược hai nó sẽ bị lỗi đúng không? Lúc này khoảng cách giữa hai thằng này nó sẽ bị nhìn vào nhau. Một trường hợp đấy, bây giờ các em soi lại code. Đấy. Chính là sai cái đoạn khởi tạo lại này. Hai thằng chưa có mối liên hệ với nhau nó bị lỗi. Nên để tránh cái lỗi này các em chỉ cần cộng thêm một đoạn chính bằng độ dài thằng kia để hai thằng đảm bảo không bị sát vào nhau. Như khi trên cùng một đường giao thông thì đảm bảo là khoảng cách giữa hai xe tối thiểu là 2m hay 1m gì đấy. Em cộng cái quả vào để tránh hợp chúng nó tông vào nhau. Được chưa? Cái tránh này các em chỉ cần cộng với chiều rộng. Cái điểm next đúng không? Cái neighbor thằng này thì cộng chiều rộng thằng kia để hai thằng đảm bảo không bị cọ sát vào nhau. Các em cộng với chỗ này là neighbor next, em cộng với neighbor mover chấm quýt đấy để hai thằng này luôn luôn cách nhau một khoảng. Đây nhẽ là thằng này khởi tạo là bằng 100 rồi nhưng độ dài của thằng kia là bằng 30, em cộng thêm 30 thành 130 đấy, nó thở khít vào nhau ấy. Chỗ trên này cũng thế, các em đảo ngược lại chỗ trên này là tọa độ của mover các em cộng với nb next nhỉ chấm quýt đấy để hai thằng đảm bảo không bị cọ sát vào nhau. Giờ chạy thử này và xem nó quan tâm vào nhau nhá. Đấy giờ nó sẽ hiện cái tông của nhau trước nhá. Nó chạy qua lại cứ nằm đi nằm lại thì nào mình nhìn chán thôi. Được chưa? Đấy như là ổn định nó chạy mấy lượt vấn đề là cứ chạy suốt như thế không? Một toán chạy đúng mà. Bây giờ các em muốn cho chữ nó chạy nhấp nháy một tí cho đẹp chẳng hạn, em đổi lại. Rồi. Giờ cho cái chữ nhá. Cái chữ bình thường các em trên giao diện hay để cái thuộc tính là gì các em còn nhớ? Để chỉnh một chữ là gì? Thuộc tính của nó. Và giao diện xem. For banner đúng không? Màu nền là background hay back banner. Bây giờ các em muốn đổi một chữ qua hai thằng cái này không? NV mover này chấm for banner lên một chữ này bằng banner. Các em đổi thành màu xanh hạn của gì này. Nhưng nếu viết như này các em chỉ được có một màu thôi. Bây giờ mình phải dựa vào cái tọa độ của nó để mình đổi màu chẵn này cho nó nhấp nháy ấy. Em dùng là ít này dùng tên âu này cho tọa độ thằng cũ này chấm x này chẵn này chỉ cần phần trăm cho 2 đúng không em bằng không đấy thì mình gắn vào màu green. Còn nếu như mà số này thì nb mu này chấm for color này em gắn bằng màu xanh như vừa nãy là màu blue chẳng hạn. Đấy. Và các em muốn cho hai cái neighbor này hiển thị cái text giống nhau, màu sắc giống nhau thì cần gắn thằng kia vào thằng này không? NB next này chấm for color này gắn bằng NB mu chấm for color đấy. Thì khi đấy là hai màu chữ của cái neighbor giống hệt nhau. Bây giờ chạy thử nhé. Thế nên nhấp nháy được. Cái này màu không rõ lắm nên dùng màu khác nhé. Màu đỏ đi. Màu sáng rõ nhé. Thấy chưa? Nhảy chưa? Đấy. Và hai cái màu nó đảm bảo nó giống hệt nhau. Đây là màu phím tướng, các em có thể cho cái màu nó ngẫu nhiên được.
nó nhấp nháy nhấp nháy một tẹo.